Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 3 và chúng ta đã nắm rất kỹ và rất rõ cái việc mà giải bài toán bằng cái phương trình chứa hòa mẫu gồm có 4 bước thì chúng ta đã nắm rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4 và bài số 5. Cái dạng này thì chúng ta sẽ giải bài toán cách lập phương trình đúng không nào? Phương trình này chắc chắn là bậc nhất một ẩn rồi. Một người đi xe đạp từ A đến B. Đối với dạng toán vòng tốc, quãng đường và thời gian thì chúng ta nên vẽ cái lược đồ ra. Và các em nhớ về công thức là S này sẽ bằng là V nhân T. Thì thông thường nó có thể là phụ thuộc vào vòng tốc hay thời gian hay tùy, nhưng mà quãng đường thì như nhau. Thông thường thì nó sẽ phụ thuộc vào thời gian, nghĩa là T này sẽ bằng là S chia V nha. Như vậy ở đây là cách nhau, đây là 60 km, như là S sẽ bằng, được không nào? Quãng đường từ A tới B cũng như là từ B tới A là đều bằng 60. Sau 1 giờ 40 phút, một xe máy cũng đi từ A đến B. Đây là xe máy này, đi từ A đến B. Xe máy nha. Là sau ở đây là 1 giờ 40 phút. Đi từ A đến B và đến B sớm hơn xe đạp là 1 giờ. Nghĩa anh tới đó anh ăn uống anh ngủ một giấc là 1 giờ, đến sớm hơn 1 giờ cũng cộng thêm 1 giờ đúng không, so với anh xe đạp á. Anh xe đạp tính tốc độ của mỗi xe, nghĩa là bây giờ anh này xe máy, anh này cũng đi từ A đến B nhưng mà thằng này là xe đạp, biết rằng tốc độ của xe máy gấp 3 lần tốc độ xe đạp. Đây, gấp là phép gì? Again. Nếu chúng ta gọi tốc độ của xe xe đạp là x thì thằng xe máy này nó sẽ là 3x, tại gấp 3 mà. Ví dụ anh ấy đi 10 km/h đây, vận tốc á. Ví dụ anh ấy đi 10 km/h thì anh đây phải là 30 km/h. Anh đi 20 km/h thì anh đây phải là 60 km/h, nghĩa là anh gấp 3. Các em hiểu không? Như vậy nếu chúng ta gọi vận tốc của xe đạp là x km/h thì thằng vận tốc của xe máy nó sẽ là gì? Nó sẽ là 3x. Chúng ta gọi xe đạp để chúng ta suy ra xe máy cho nó thuận. Các em hiểu nào? Chứ nếu chúng ta gọi xe máy là x thì xe đạp này phải là gì? X chia 3. Các em hiểu không? Có hai cách gọi, một là chúng ta gọi vận tốc của xe đạp là x thì thằng xe máy sẽ là 3x. Nhưng nếu một số bạn không thích gọi kiểu đó mà gọi trực tiếp anh xe máy này luôn. Gọi vận tốc của xe máy là này là x thì anh xe đạp này phải là x chia 3, nghĩa là x phần 3 đấy, hiểu chưa? Rồi bây giờ này, tính tốc độ mà chắc chắn ở đây là nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào thời gian, đúng không? Đây, sau 1 giờ 40 phút, bây giờ chúng ta đổi ra 1 giờ 40 phút là bằng cái gì? Ta đổi đây chưa nhá, trở thành là ở đây là 1 cộng ở đây cho 40 phần 60, nghĩa là bằng 1 cộng 40 phần 60, ta rút gọn đây chia 20, đây chia 20 thì bằng 2 phần 3, 3 x 1 3 cộng 2 là 5 phần 3, giờ đúng không? Thì vì cái anh xe máy á, anh xuất phát sau xe đạp là 1 giờ 40 phút nhưng anh lại đến sớm hơn xe đạp là 1 giờ, nên chúng ta có gì nha? Bây giờ chúng ta sẽ tính cái thời gian ra cái đã. Thời gian của anh xe máy nó có phải là bằng quãng đường là 60 chia vận tốc xe máy là 3x. Cái anh xe đạp, thời gian xe đạp đi bằng quãng đường cũng là 60 và chia đây cho x. Các em hiểu không? Như vậy cái thằng này 60 phần 3x thì nó sẽ bằng là 20 phần x đúng không nào? Ta rút gọn đây chia 3, đây chia 3. Như vậy thì ở đây cái anh xe máy á là anh xuất phát trước hay sau? Xe máy xuất phát sau xe đạp, xuất phát sau, chứng tỏ anh xe đạp đi trước. Anh đi trước thì chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ lấy là gì? 60, thời gian anh xe đạp, đúng không? Thì anh sẽ bằng là thời gian của anh xe máy này là 20 20x này, anh cộng cho cái thời gian anh tới này, anh đi này,
Tại anh xuất phát sau là tới 1 giờ 40 phút anh cộng cho 5 phần 3 nè. Và các anh xe máy lại đến sớm hơn 1 giờ nữa, chúng ta cộng thêm cho 1 nữa. Thì đây chính là cái phương trình mà chúng ta cần phải giải nè. Cái thời gian của anh xe đạp đi là bằng tổng của 3 thằng thời gian này cộng lại thì bằng thời gian đi xe đạp để anh đi từ A tới B. Các bạn không? Hiểu chưa? Rồi bây giờ chúng ta giải cái này ra. Để giải này ra nha. Như vậy ra được ở đây là 60 phần x. Ta chuyển thằng này qua bên đây đổi dấu trở thành trừ 20x. Chúng ta lấy bên đây 5 phần 3 cộng 1. Được không nào? Như vậy ở đây nó cùng 1x. Ta lấy 60 trừ 20 thì thằng này trở thành là 40x. Chúng lấy 5 phần 3 cộng 1 lấy 3 nhân đây là bằng 8 phần 3. Ta nhân chéo lấy 3 ở đây, x đây. Như vậy 40 nhân cho 3 sẽ bằng 8 nhân x. Từ đây chúng ta suy ra x này sẽ bằng là 40 đây 120 chia 8 sẽ bằng là 15. Như vậy x này đây chính là vận tốc của xe đạp này. Thằng này lớn hơn không thì chắc chắn thỏa mãn này. Như vậy V của xe đạp là bằng 15 km/h. Và V của xe máy sẽ bằng là 15 nhân mấy nhân 3 sẽ bằng là 45 km/h. Xong à, em hiểu không nào? Đó, với cái bài này thì chúng ta phải đọc kỹ đề, tóm tắt cái lượt đề, rồi dựa vào những điều kiện đã biết và dựa vào những điều kiện mà chúng ta còn phải đi tìm để chúng ta thể hiện mối liên hệ của nó, và đặc biệt là theo công thức là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Từ đó chúng ta suy ra thời gian thì bằng quãng đường chia vận tốc, và nhớ quãng đường là như nhau, từ A tới B và từ B tới A là như nhau nha. Thằng đó là gần như không đổi, chỉ có vận tốc và thời gian là tỷ lệ thuận, thầy nói tỷ lệ nghịch với nhau. Vận tốc và thời gian nó sẽ là tỷ lệ nghịch với nhau các em nha, tỷ lệ nghịch. Rồi, đã rõ chưa? Còn cái bài chi tiết thầy cũng chuẩn bị cho em này. Ta gọi có phương trình này. Ngay chỗ đây là 40 nhân 3 nha. 40 nhân 3 sẽ bằng là 8. 8 nhân x khử mẫu x bằng 15 nha. Chúng ta thì bấm cho màn hình lại để chúng ta ghi chép. Đó, 45 nghĩa là bằng 15 nhân 3 đấy. Vận tốc của xe máy á, là bằng 15 nhân 3 bằng 45 đấy nha. Thầy kết luận luôn. Ta sẽ đi sang bài số 5 các em nhé. Ok. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở bài số 5. Một xí nghiệp dự định chia đều như đây 12.600.000 đồng để thưởng cho các công nhân tham gia một hội thao nhân ngày thành lập xí nghiệp. Đúng nào? Khi đến ngày hội thao chỉ có 80% số công nhân tham gia thôi. Nghĩa là 20% còn lại là bị ốm hay là hoàn cảnh gia đình đó không thể tham gia được. Vì thế mọi người tham gia hội thao được nhận thêm ở đây là 105.000 đồng. Nghĩa là nếu như mà tham gia 100% á, nghĩa là tất cả cái số công nhân đều tham gia thì nó không được nhận thêm số tiền này đâu. À, tại chứng tỏ số tiền này là nó tương ứng với lại là 20% công nhân nghỉ, thì lấy số tiền đó chúng ta chia đều cho tất cả mọi người kia. À, người ta yêu cầu các em là tính số công nhân dự định tham gia lúc đầu. À, lúc đầu thì chúng ta gọi, ta bỏ từ tính này đi, ta gọi số công nhân dự định tham gia lúc đầu đó chính là x, và x này chắc chắn là phải thuộc n sao, tại vì số người thì không thể nào lẻ được. Đúng không? Thì bây giờ theo dự định này, theo dự định á nha, theo dự định nghĩa là ban đầu là 100% ấy mà không có nghỉ ấy, thì chúng ta sẽ lấy là 12.600.000 đồng này. Các bạn chúng ta chia đều cho x thì cái mỗi công nhân sẽ nhận được số tiền này là theo đơn vị là đồng. Cái đó nè, đây là dự định này, một người nhận này, nghĩa là tham gia đây là 100% nhé, chúng ta có hiểu như vậy. Còn bây giờ thì theo kế hoạch mà khi mà bước vào thực hiện á, theo kế hoạch thì số công nhân tham gia hội thao chỉ có bao nhiêu? À, ban đầu ở đây nếu mà cái thằng này là chiếm 100% là x, thì bây giờ nó chỉ có tham gia có 80% thôi.
nghĩa là ở đây chúng ta sử dụng có 80% nhân cho gì nhân cho x, nghĩa là bằng chỉ 0,8x thôi, công nhân thôi. Thì khi đó số tiền được chia, số tiền chia chỉ là chúng ta không phải là 12.600.000 ta chia cho x nữa, mà người ta lấy 12.600.000 này chia 0,8x, có đúng không? Các em hiểu nào? Đó, thì khi đó chúng ta dựa cái này này để chúng ta lập phương trình này, cái này ta dựa cái này để chúng ta lập phương trình này, hiểu nào? Như vậy thì ở đây là ban đầu, ban đầu đúng không, là dự định ban đầu. Còn thực tế này, khi đó một công nhân được nhận thêm, thực tế chúng ta là 105.000 cộng thêm vô, ok. Như vậy thì theo đề bài thì chúng ta sẽ có gì, cái anh ban đầu, cái số tiền ban đầu này nghĩa là 12.600.000 chia cho x này có phải là bằng cái gì nghe, nó có phải là bằng cái gì, có bằng số tiền dự định này 12.600.000 0,8x này chúng ta trừ đi cho gì, trừ đi cho 105.000 đồng, đúng không? Tại vì máy này nhận thêm số tiền này, chúng ta phải trừ này ra thì nó không bằng số tiền ban đầu được, cái hiểu không? Chúng ta nghe đây không phải cộng nha, chúng ta phải trừ số tiền này ra thì hai này cũng bằng nhau được, hiểu chưa? Rồi chúng ta giải tiền này ra là sao nha. Ở đây ta thử rút gọn nữa nè, chúng ta bấm phân số 12.600.000, rồi ở dưới đây 0,8, đây thằng bấm ở đây, cái thằng này cứ để nguyên đó. Đây các em, chứng tỏ thằng này chia hết thằng này là bằng 15 triệu ha, đúng chưa? Ở đây nó ra được là 15 triệu, như vậy đây là 12.600.000, 1, 2, 3, 4, 1, chứng tỏ đây thiếu số 0 ha, hèn gì 12.600.000. Rồi ở đây là x, cái thằng này người ta tính ra là bằng 15.750.000, 15.750.000, 1, 2, 3, ở đây là x trừ đây 105.000. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển vé đầu dấu thôi, chuyển này qua bên đây, lấy 12.600.000, 1, 2, 3, trừ đây cho 15.750.000, 2, 3, sẽ bằng -10.500.000. Lấy này trừ này thì cùng mẫu, lấy 12.600.000 trừ ở đây cho 15.750.000, 1, 2, 3, đây nghe, bằng -31.500.000. -3.150.000. Thấy số 0 nhiều quá chó, đúng không? Lấy này nhân lên đây, 15 này bỏ đi, trực tiêu đi, còn 3.150.000 sẽ bằng 105. X thì ra x chúng ta sẽ lấy này chia này 15, rồi lấy đây là 3.150.000, 3 chia 105, 3 đây bằng 30 nha, chẳng luôn, số công nhân bằng đâu là 30 người, ta rõ chưa, ít bằng 30 người, thỏa mãn này. Hiểu không? Ok. Dạ phương trình này đây. Rồi, đây thầy chuẩn bị sẵn đây. Hủy số công nhân, cái này tới đây là hiểu rồi đúng không? Cái tới chỗ đây là người ta rút gọn này, bằng 15.750.000 này, chỉ ít này. Theo đề bài thì số tiền ban đầu này
sẽ bằng cái số tiền mà dự định trừ cho thằng này ra. Thì trừ thằng này ra thì hai thằng này cũng bằng nhau, đúng không? Sau đó ta rút gọn, ta rút gọn nha. Ở đây chúng ta thấy này, 100 chia cho 7. Ở đây chúng ta sẽ chia cho 15.000, chia 15.000 và đây chia 15.000 này thì ra được số này nha. Chứ không nó từ đây sẽ bay xuống đây sẽ gọn dữ. Ở đây chúng ta lấy chia 15.000 này, chia 15.000 mà đây chia 15.000 thì nó rút gọn được như này. Còn không thì giải ra luôn cũng được, chứ không cần phải rút gọn chi cho nó mệt. Chi tiếp em giải như này cũng được này, hiểu không? Không cần rút gọn, tại vì ta đã có máy tính, chúng ta bấm nó mà đường nào cũng bấm, ta rút gọn chi cho nó mệt, hiểu chưa? Rồi muốn rút thì rút, mà không muốn rút thì thôi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok 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 ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.